Pháp giới duy tâm tạo. Vạn Phật thành ngày 2 tháng 10 năm 1982. Chúng sinh trong thế giới có nhiều loại khác nhau. Mỗi một vị Phật thì có quyến thuộc của vị đó, mỗi quyến thuộc lại có vô số chủng loại khác nhau. Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, các ngài thì cũng như vậy. Đó là bốn pháp giới của chư thánh hiền. Mình là phàm phu thì sự cách biệt giữa mình với các thánh rất là xa, khó mà diễn bày được trình độ và trí huệ của các ngài. Nay nói về sáu pháp giới của kẻ phàm, thì trên cả là pháp giới loài trời. Trời cũng có đủ thứ bất đồng. Trời cộng thêm Atula và loài người là ba thiền đạo. Ba ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mỗi thứ đều có đủ thứ quyến thuộc của chúng, với đủ thứ thiên sai vạn biệt. Ở mỗi loại lại còn phân ra đủ thứ chủng loại khác nhau nữa. Mười pháp giới từ đâu lại? Chúng từ nơi một tâm niệm hiện tại của mình. Hiện tiền nhất niệm tâm. Cái tâm có thể tạo ra pháp giới, tâm có thể tạo ra vạn vật, tâm có thể tạo ra đủ thứ hình tướng, đủ thứ chủng loại. Nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là mọi thứ đều do tâm tạo ra. Lại nói, nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, tam thế nhất thiết chư Bồ Tát, tam thế chư Thanh Văn, tam thế chư Thiên, đại tiên nhân, chủng chủng Atula, chủng chủng chư súc sinh, chủng chủng chư ngạ quỷ, chủng chủng chư địa ngục, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là, nếu người muốn rõ biết ba đời tất cả Phật, ba đời chư Bồ Tát, ba đời chư Thanh Văn, ba đời chư vị trời, đại tiên cùng với người, các loại Atula, vô số thứ súc sinh, vô số loại quỷ đói, vô số lớp địa ngục, nên quán tánh pháp giới, mọi thứ do tâm tạo. Cái tâm có thể tạo ra thiên đường, tạo ra địa ngục, tâm làm mình thành Phật, tâm có thể làm mình thành ngạ quỷ, thành súc sinh, đọa địa ngục, thành Bồ Tát, Thanh Văn. Vì mọi thứ do tâm tạo, nên mọi thứ đều chỉ ở nơi tâm này. Nếu tâm muốn làm thành Phật, thì Phật pháp giới là quyến thuộc của mình. Các pháp giới còn lại cũng như thế. Mọi thứ không rời khỏi tâm này, vì tâm này tạo mọi thứ, cho nên các vị chú ý. Đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng phải biết khắc kỷ phục lễ, nghĩa là chế phục chính mình theo đúng lễ nghĩa. Mình chỉ làm điều chân thật, không làm điều hư ngụy, cầu thả, bê bối. Phải tránh trường hợp chỉ nhân nhất trước thác, thâu liễu mãn bàn kỳ. Nghĩa là chỉ đi sai một nước mà thua cả ván cờ. Tạo pháp giới của Phật thì phải có lòng từ bi hỷ xả, biết lợi ích chúng sinh, song không chấp trước rằng có chúng sinh. Đừng dụng công hời hợt, tu ngoài ra, phải thật sự từng bước. Từng bước mà dụng công. Hỏi, tại sao tôi muốn tạo pháp giới của chư Phật? Nếu tạo không xong thì sao? Chỉ do tâm niệm không chuyên nhất, ý chí không kiên cố, cứ tùy theo duyên mà xoay chuyển, rồi bị cảnh giới dẫn dắt, cho nên mình mới quên mất mọi chuyện. Quên mất là mình phải tạo Phật, tạo Bồ Tát, tạo bốn thứ thánh. Do vậy mình chỉ biết tạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên nói rằng, niệm động bách sự hữu, niệm tịnh vạn sự vô. Nghĩa là, tâm động thì trăm sự đều có, tâm tịnh thì vạn sự đều không. Lại nói rằng, tâm chỉ niệm tuyệt, chân phú quý, tư dục đoạn tận, chân phước điển. Nghĩa là, ý niệm dứt, tâm dừng, chính là giàu sang, lòng tư dục đoạn tuyệt mới thật ruộng phước. Có người hỏi, vì sao ma không phải là một pháp giới? Trả lời, ma thì giống như bọn thổ phỉ hay là du kích, lúc nào cũng lưu lạc trong bốn phương, không có xứ sở nhất định, cũng không có người cai quản. Kẻ cướp là loài người, nhưng không phải người nào cũng là kẻ cướp, cho nên không nói pháp giới của loài cướp. Đạo lý này giải thích loài ma cũng tương tự như vậy. Trên trời cũng có ma, trong Atula cũng có ma, thành phần thiện thì thuộc một pháp giới, thành vận không thiện
thì thuộc về ma giới, vì ma biến khắp cả lục phàm pháp giới. Thậm chí nó có thể biến hóa, xâm nhiễm, phá phách tứ thánh pháp giới. Phật hay ma đều là do một niệm sai biệt mà ra. Phật thì có tâm từ bi, ma thì có tâm tranh thắng. Giống như Đề Bà Đạt Đa là người có tâm thắng phụ rất mạnh, lúc nào cũng muốn cùng Phật đấu tranh, song Phật thì không tranh với ông ta. Đề Bà Đạt Đa cũng có Phật tính, bất quá y lỡ bước lầm đường, lạc lối quá sâu, không thể quay đầu lại, nên mới rơi vào ma giới. Theo tinh thần Đại Thừa, Phật vì giáo hóa loài ma cho nên cũng thị hiện thân ma để giáo hóa loài ma. Ma thì biến khắp lục phàm pháp giới, nên không cần thiết phải lập thêm một pháp giới. Tuy biến khắp các pháp giới, nhưng đó là thứ giả, hư ngụy, không thật. Giống như ở đời, có kẻ tự mình chiếm hòn núi, tự mình xưng vương, giặc cướp cũng mạo xưng là quân đội, nhưng đi tới đâu là phóng hỏa giết người tới đó. Ma cũng tương tự như vậy. Ha ha ha, 闻声摩地娑哈。